bộ đôi hàng lim anh em mình nhá, lim kích thước là chiều chiều ngang á. Chiều ngang là 1m79, là hai tấm 1m79 anh em mình nhá, dày 17 và dài là 2m80. Anh em mình ngắm nhìn cái bộ vân của nó cực kỳ đẹp luôn. Vân anh em mình thấy không? Vân rất là đẹp nhá, bộ này vân rất là đẹp. Hàng vẫn còn đang thô đấy anh em mình ạ, nên thô luôn. Và vừa nói chung là đủ lót rồi, chưa có BU bê đồ gì đâu anh em mình ạ. Anh em nào mà có kết cái bộ này thì nhớ là để lại bình luận bên dưới cho mình anh em mình nhá. Anh em nhìn này, hàng lim nhá. Đó, phần đầu gỗ đây anh em ngắm nhìn phần đầu gỗ này, rất là êm, khá là êm. Trên này anh em mình thấy không? Những cái điểm răm răm đây thì bình thường thôi, gỗ thì để lâu là nó kiểu gì nó cũng có những cái điểm răm răm ở đầu ấy thì không vấn đề gì. Quan trọng nhất là ở trên cái mặt này anh em mình nhé. Anh em nhìn trên cái mặt này, gần như là không tỉ luôn anh em mình. Gần như là không tỉ luôn. Anh em mình ngắm nhìn cái phần vân này. Rất là đã, rất là đẹp. Đầu bên này đặc xịt luôn, đặc xịt. Quay chưa? Đầu đặc đẹp. Mặt trên này thì là tương đối ok luôn. Chiều dài là 2m81 anh em mình nhé. 2m81, dày 17 và dài là 1m79. Đặc gỗ lim thì anh em mình biết rồi. Chất của nó rất là cứng và đanh. Đấy, nên là khi mà anh em mình về sử dụng thì nó sẽ rất là an tâm, không sợ bị cong vênh anh em mình nhé. Rồi bên này bộ tiếp theo này, bộ thứ hai này. Ngày hôm nay mình giới thiệu cho anh em mình 3 bộ tất cả nhé, 3 bộ. Bộ số 2. Số 2 là 1m79 luôn, chiều rộng 1m79 luôn. Tuy nhiên cái chiều dày của nó thì hơi kém hơn một chút, nó là 15 và dài là 2m91. Dài thì nhỉnh hơn. Anh em có thể là nhìn ngắm cái phần đầu. Ở đây thì nó có điểm răn chút này. Cái này mình đang để là hàng thô, chưa có xử lý gì hết nên anh em mình có thể thấy những cái điểm tì tì nhẹ nhẹ như vậy. Chiều dài là 2m91. Phần vân trên mặt thì anh em mình ngắm nhìn nhé. Những cái phần răn đầu thì anh em mình không không phải lo ngại đâu, bởi vì nó là cái gỗ mà mình để lâu á thì nó sẽ có những cái điểm răn nhẹ như thế thôi. Đây. Đây nữa, anh em mình thấy cái phần đầu đây, đặc như thế này là quá êm rồi, quá êm rồi. Nhìn cái vân đầu anh em mình biết nó là thuộc diện hàng bìa anh em mình nhé, hàng bìa rồi. Và chiều dài của nó là 2m91, này dài nhỉnh hơn một chút. Và chiều ngang thì 1m79, gần 1m80. Vân đối xứng và khá là đẹp. Đấy, bộ số 2. Rồi bây giờ mình sẽ gửi cho các bạn xem cái bộ tiếp theo đây. Đây là bộ số 3 này. Bộ này cũng 1m79 và dày 16. Thì anh em mình biết rồi thì cái hàng đây nó là hàng hàng phách. Thì nguyên cái hộp vuông về xẻ ra. Hộp vuông về xẻ ra thì khi mà về tới nơi thì cơ bản người ta cũng đã bỏ phế phần rác đi rồi, là cái hộp nó sẽ vuông, khi mình xẻ ra thì nó không có rác đâu. Nỗi này thì cũng bình thường thôi anh em mình ạ. Những cái điểm tì tì nhẹ nhẹ như này này rất là nhỏ thôi. Đó. Anh em thấy không, răn nhỏ thôi. Anh em mình tốt nhất là em nghĩ là anh em mình khi mà sưu tầm đồ gỗ thì nên sưu tầm những cái đồ nó có ít nhiều có lỗi. Bởi vì khi mà anh em mình lựa được những cái món đồ như thế á, thì nó là những cái sản phẩm nguyên nguyên bản, chưa hề xử lý, chưa hề tô vẽ gì hay là xử lý một cái gì ở trên này, nên là anh em có thể kiểm tra lỗi và anh em mình mua về thì nó sẽ đảm bảo hơn. Vân trên mặt thì cực kỳ đẹp rồi. Chỗ này nó còn có một chút nu này, có một chút nu vân đã lắm. Vân anh em mình nhìn kỹ nhé, em quay kỹ cho anh em mình xem. Có điều kiện anh em mình nên lựa chọn những cái sản phẩm thô này trước này, rồi khi mà hoàn thiện thì có thể là xử lý che tì cũng được, nhưng mà tốt nhất anh em mình nên lựa chọn những cái sản phẩm mà
nguyên bản nó đã đẹp như thế này rồi, thô ở đẹp như thế này rồi thì nó sẽ tốt hơn anh em mình ạ. Chiều ngang là 1m79, dày 16 đó. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ cho mình theo thông tin thì mình để ở bên dưới phần liên hệ của video này anh em nhé. Ngoài ra thì bên mình còn có khá là nhiều những cái sản phẩm khác, ví dụ như mặt bàn này. Tấm này thì mặt 90 dày 14 là dài là 2m8 này, 90 dày 14 2m8 nhé. Bên bên đây băng của nó này. Băng rồi nên bộ K3 đều được luôn. Cái này thì 90 dày 14 và dài là 2m95 anh em ạ. 2m95. Đặc xịt luôn, phần đầu này. Đó. Anh em quan tâm gì cứ bình luận lên. Sản phẩm thì có khá là nhiều những cái sản phẩm với kích thước đường kính khác nhau. Anh em mình có yêu thích cái món nào hay là có ưng được cái món nào thì cứ liên hệ cho em anh em mình nhé.